Em chào các bác nhá. Em đến từ shop Đồ Sơn thì bác có thể thấy đây là hai ba cái bức tranh có chữ là phúc lộc thọ. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video nói về cái ý nghĩa của ba cái bức tranh này. Thì các bác treo ở nhà thì có những cái ý nghĩa gì? Thì bác hãy đón xem video của em nhé. Đây nha các bác, đây là cái mẫu tranh là có chữ này, phúc này, lộc này, thọ này. Các bác có thể thấy đây là những cái mẫu tranh mang tên là phúc lộc thọ. Thì ba cái bức này nên mình là mua chung luôn chứ không được mua riêng thì nó rất là buồn cười nha các bác. Thì cái chữ phúc này là tượng trưng cho gia đình hạnh phúc này, vạn sự bình an này, tài lộc đây, tài vô lộc đến này, phúc duyên tràn đầy này. Đấy, chữ phúc này ý nghĩa cho tượng trưng là hạnh phúc, mang lại cho gia đình những cái ấm no và sống sao cho mọi người hạnh phúc. Đó, ý nghĩa là vậy nha các bác. Còn cái chữ lộc này ở dưới đây có một cái dòng chữ là đa lộc đa tài đa phú quý, đắc thời đắc lộc đắc nhân tâm. Câu này các bác cũng đã nghe rồi đúng không? Thì em cũng đã nghe rất là nhiều rồi. Chữ lộc này tượng trưng cho tài lộc, mang lộc đến nhà và lộc lá đầy nhà. Đấy, thì nói chung là những ba cái từ này nha các bác là tượng trưng cho cái sự may mắn cho mình treo trên nhà. Khi mà mình nhìn vô thì cái sự hạnh phúc tài lộc thọ mình đang hướng đến thì mình sẽ được những cái thứ đấy nhanh hơn nha các bác. Thì đây là những cái chữ mà tất cả mọi người, kể cả đất nước Việt Nam đều đang hướng tới nha các bác. Thì những cái mẫu này để mọi người treo trong nhà, mọi người nhìn thôi mà mọi người hướng tới những cái đấy thì nó sẽ mang lại cho mình tiến đến những cái đấy nó nhanh hơn. Những cái mà mọi người đang hướng tới là hạnh phúc tài lộc và sống thọ, thì ba cái hướng đấy là ba cái đấy là cái bắt buộc các bác phải hướng tới rồi nha các bác. Còn bên đây là chữ thọ, thọ người, đây thọ người phúc lộc khương ninh. Đấy, khương ninh nha các bác. Nam Sơn Đông Hải tròn sinh bách tuần. Các bác cũng đã nghe nhiều rồi. Nói chung là đây là những cái câu ca dao của ông ta cha ta để lại thôi. Đấy, các bác thấy không? Chữ thọ này tượng trưng cho sống thọ, sống lâu và mang lại cái nụ cười. Và nói chung là khi mình sống thọ thì con cháu của chúng ta nhìn mình rất là vui. Đó, mình làm sao mình chăm sóc sức khỏe, mình nhìn vô cái chữ thọ này mình tới là đến sức khỏe của mình nên chăm sóc cái sức khỏe của mình để mình được sống thọ nhất có thể, để cho con cháu mai mốt con cháu nhìn chúng ta bằng một cái ví dụ như là mình sống thọ đấy. Nó rất là khó nói nhưng mà tự trưng là vậy nha các bác. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Thì các bác nào yêu thích em hay là muốn mua sản phẩm của em thì các bác hãy liên hệ qua số điện thoại 0963 78563. Em sẽ tư vấn cho các bác những cái mẫu tranh mới nhất nha các bác. Em chào các bác nhé.